mà tôi không phải lên đây kiếm thầy mà lên đây kiếm mấy YouTuber. Dạ. Tôi không kiếm thầy. Dạ. Tại ổng đâu phải thầy đâu, tôi kiếm ổng. Dạ. Em cũng mới tới hồi nãy mới thấy thầy định. Không hỏi gì nữa không? Tôi trả lời cho. Không, mình gì. Hả? Em với Sài Gòn lên. Sài Gòn lên. Đúng rồi anh. Em lên đây là em không kiếm thầy. Anh tôn trọng những cái phát biểu của em. Và em cũng hãy tôn trọng tất cả những quyền tự do của mỗi người ở đây. À, thầy hay không thì từ trong tâm của mỗi người mà tâm được không? Còn nếu như em mà nói những người như vậy, anh cũng không có như là không. Em không còn ai tôn trọng em hết. Nhưng mà ở đây này em nói anh nghe nè, quan điểm của em là quan điểm của em là sống trên đất nước Việt Nam. Anh hiểu không? Mình làm cái gì mới có nguồn có cội. Anh hiểu vấn đề chưa? Thầy đây là thầy như thế nào? Ai là thầy của thầy? Thầy học từ ai lên? Anh đi học anh cũng phải có thầy. Em nói đúng không? Trước tiên cho anh hỏi một chút. Được rồi. À, em nói thì anh hiểu. Cái bức xúc của bá tánh của chúng ta không thể... Đã nói đi em trả lời cho anh nghe. Anh bây giờ anh mới hỏi là em có theo đạo Phật gì? Em không theo đạo gì hết. Em còn nhỏ em không theo đạo. Nhưng em biết đạo Phật. Em biết đạo Chúa. Ở đây có YouTube nhỉ? Đây YouTube này. Đây YouTube hả? Dạ. YouTube. Kính thưa quý vị rằng là tớ cũng chỉ là một cái Phật tử hành hương. À, xin lỗi không được...